Xin được chào các bác. Sáng chủ nhật thời tiết dễ chịu quá các bác. Mát mà không có nắng gắt. Và nó cũng không có hanh khô gì mấy. Rất là dễ chịu. Đây, mưa gió. Thì hôm qua thứ bảy phiên có phiên chợ thì bắt được cái cốt xi hay quá. Bắt được cốt xi hay. Đấy. Đầu tiên ấy là cái cốt xi này thì lúc đấy nó đến đây này. Cái phần này nó bị vùi ở đất này. Cái phần đây. Từ đây lên vùi ở đất. Thì cảm giác như là các bác ấy đang muốn lấy bệ từ đây. Vì dưới này mình không nhìn thấy mà, mình cảm giác như là người ta hạ cái cổ từ cái cừu của một cái cây rất to xuống, nên là mình chỉ lướt qua thôi. Mặc dù dáng dấp cái khẩu này rất đẹp nhưng mà mình nghĩ là nó hạ cái cổ, mình chỉ lướt qua. Nhưng mà cái lúc mình gà bác quán ấy, bác ấy bới ra, nếu đẹp thì dưới này ổn lấy, thì bới ra thì thấy nó ổn các bạn, ổn quá. Thì em ít xi không xi xếp kia cũng có 1-2 cây, nhưng mà cây này bắt thì thấy ưng, rất ưng. Thứ nhất là về dáng dấp, và cái thứ nhất dáng dấp nhá, thứ hai là về cái độ đầm của nó, cái độ nặng mà nó là thuộc cốt mà trung nhỏ, cỡ trung nhỏ các bác nhé. Tức là một người bê rất nặng mà còn hai người bê thì vừa thoải mái đấy, thì nó khá là giá trị, trong dòng là đang có giá trị, vừa chơi không gian không cần nhiều mà nó cũng lên tầm, nó không quá nhỏ. Cái nữa đó là cái dòng dõi, cái dòng cây xi này thì là một cây xi nó búp đỏ. Xi nó có rất nhiều loại các bác nhé, thậm chí búp đỏ cũng vài loại. Thế nhưng mà chủ để có một cái loại búp đỏ rõ rệt nhất là đây, nó rất đỏ, đỏ thậm chí như tiết ấy. Đỏ thậm chí như tiết ấy. Này. Còn một cái loại nữa là búp hồng, màu hồng luôn các bác nhé, hồng rất đẹp. Đấy, thì loại màu hồng da rất là trắng, nhưng mà càng già da là càng trắng. Thì cái loại này thì nó là búp đỏ. Và một cái điểm rất hay, nó là rất nhiều quả. Rất nhiều quả các bác. Rất nhiều quả. Đấy. Thì bắt được cây này thì rất là ưng. Mặc dù vẫn đang mua chịu các bác nhé. Vẫn đang mua chịu. Chưa trả tiền. Thì lúc cắt ra này mình thấy ổn. Về cái tiếp theo là đấy là về chọn cây là thấy ổn rồi này. Về những cái vết tích này là chủ cũ để lại, thì khi mà bới ra thì mình mới biết là ở đây là người ta đang làm cái thủ thuật, đó là phân tách bệ và thân. Được chưa? Các bác hiểu là ngày xưa cái bệ cái rễ nó như này, nó xuôn xuống như này thì nhìn nó cũng ổn đấy, nhưng mà nó gần như là nó không phân tách được, nó không thoát thân được cái đoạn này. Giữ phần bệ nó tính từ đây, phần thân là tính từ đây lên. Đấy, nó không phân tách được cái bệ. Thì bây giờ mình cái thủ thuật của bác này nó làm cho bệ cảm giác rất là bền, và những cái đường nét này nó cho cái cảm giác là cây lâu năm, chân bệ rất là vững chãi, phần thân và phần bệ rõ ràng. Tuy nhiên thì bác cái đục thì nó còn thô sơ, và cái thẩm mỹ của bác này thì chắc là có rồi, nhưng mà bác ấy có thể là nhiều cây, hoặc là bác cái đục nó hơi ẩu, nhưng mà không sao các bác. Thực tế mà nói là đục đẹp ấy, chưa chắc sau cái sẹo nó đẹp. Thì ta đục như này thì sau vết sẹo nó lành lại thì nó loại có những cái sẹo rất là quái, nhưng mà đổi lại cái sẹo này nó khá là lâu ôm. Ví dụ cái sẹo này xi thì rất là nhanh các bác nhá. Cái vết đục thì tôi nghĩ là chỉ đục trong khoảng 2 tháng ở gần đây thôi, thì đây nó đã ôm như này. Đấy, thì các bác tưởng tượng là khi cái sẹo, mặc dù cái thịt này nó đang xấu và thô nhá, nhưng khi nó ôm lại thì nó mịn màng hết tất cả, thậm chí lại có một cái sẹo đẹp. Đấy, nó lại quằn quại. Tất nhiên chúng ta không thể nhìn ngay vào cái vết sẹo vừa mới đục xong là bảo là cái sẹo sau này nó xấu như thế, nhưng không. Sau này những cái da nó ôm lên nó sẽ lành những vết thương, nó chùn ruột. Đấy. Một cái xi rất quý. Bây giờ mà em mà lấy cái vòi nước xịt sạch cái bệ ra, hoặc rũ sạch cái này ra, cái sông xốp này ra thì phê lắm quá. Đây, bác nhìn cái bệ nó bệt này. Cái chậu xốp nó còn này tí này thôi. Và một cái điểm nữa là nó cây này chắc là bác ấy ngày xưa bác chăm khá là tốt, và cũng có kỹ thuật đấy.
là để cho vào lồng, vào vòng, cô vòng, đeo vòng vào nó này, và một lớp chậu ở bên trong này để cho nó có cốt chậu sớm và nó ổn định cái bệ ở trong cái vòng thứ nhất. Còn cái vòng thứ hai chắc là bạn sẽ để ở bên ngoài để dưỡng cây, cây vẫn rất xanh tốt khỏe mà vẫn có được cái cốt chậu đấy. Thì cây này chắc nó khỏe quá này, nó phá toang hết cả cái thùng xốp này các bạn. Đây, ví dụ như chỗ này dễ nó thòi phòi ra ngoài thùng xốp này đấy. Ở bên ngoài đấy nhìn, các bác nhìn sẽ biết là nó trồng một lượt chậu nữa đây đấy, chắc bỏ cái lượt chậu bên ngoài ra rồi đấy. Dễ này, qua cái bới ra thì nó chỗ nào nó cũng thấy dễ, rất khỏe. Và mặt sau, mặt nào cũng ok các bác. Đấy, khá là nặng. Đấy, ví dụ các bác nhé, bò sẹo rất nhanh, các bác nhìn cái vết đục này rất là mới, bò sẹo rất nhanh, phun dễ và mầm những cái điểm này. Đây là bác ấy đem đi bán nên bác ấy cắt đi cho nó, những cái vết này là người ta cắt đi cho nó thoáng để người ta mua, người ta dễ dàng nhìn thấy. Thực tế những rễ này nuôi thì để lấy cái sẹo này khá là tốt, không cần nuôi nhiều, nuôi một vài cái điểm rễ to này vậy thì mình nuôi sau cũng được, sau nó ẩm thì nó lại phun ra ẩm. Đấy, sẹo ôm rất hay, chân bệ rất bệt. Thì tôi sẽ đo cho bác xem cây này kích cỡ bao nhiêu. Đấy, phần chân bệ là mặt nào cũng rất ổn. Đấy, phần rễ vừa nãy là tỏi đây, ở đây phần dưới này nó bị gồng khống chế ở trong này, toác ở chậu này, phá chậu này, phá thùng xốp này, đấy, phun ra mọi cái khe hở đều dễ phun ra. Đấy, các bạn nhìn này, rất khỏe các bạn. Này, đây, chỗ này thì trò tòi ra cả ngoài thùng xốp, đây, đẩy cái vành thùng xốp nó lượn thành hình vòng cung rồi. Thân đằng sau cũng rất đẹp. Đấy. Từ trên xuống đó nhé. Đây, ngày xưa giật một điểm đây, hạ cút này, lấy cái tay hai, đây tay một đây các bác nhé, tay một đây nhé, tay một đây. Cái này nó nhìn nó bẩn bẩn vì là nó trước là nó rất tùm, và cái thứ hai là người ta mới đục thì nó phun ra những cái rễ cám này rất là nhiều, cho nên nhìn cảm giác nó da nó chưa sáng, nhưng mà lên đây phơi nắng thì sáng ngay quá. Đấy, si nuôi những cái cổ rất là sướng các bác, rất là nạc sướng, mà vào dây vào riếc nó không bị như xanh. Si nó thậm chí là vào dây nhiều khi là mà tháo đúng lúc nó lại đẹp hơn cả là mình cứ nuôi sập. Đấy, như những cái cút này cứ chùn chùn như cái đùi gà, như cái đùi gà công nghiệp ấy. Đùi gà đùi ếch là sao mà vậy. Đấy, thì đây là tay một, nếu mà các bác nhìn vào cái chi này thì cảm giác nó đang bé hơn cái chi thứ hai, đúng không? Ok, thì đồng ý là cái này phải nuôi, nhưng mà nuôi rất là nhanh, thả cái này nhanh. Cái này còn gần như xong rồi, bây giờ cứ thế này chuyển bông ra thôi, chuyển chi chuyển nhánh thì bông ra thôi. Nhưng mà để nhìn nhận sâu hơn ấy, thì ta phải tính cái chi một của nó từ cả cái khẩu này, từ cả nửa, ít nhất là nửa phần khẩu này ra. Đấy là chi một thì nó khá là hoành tráng so với cái chi số 2 rồi. Đây, cái cút đằng sau đây. Đấy, cũng đã cắt rồi. Đây, giật lên làm ngọn. Thì cứ nuôi to chút nữa, nhưng có thể lái cho nó thẳng lên chút để sau nó lấy những cái mầm khác, sau nó hạ lấy cái mầm khác. Đấy, cái này để nuôi thôi. Đấy, dòng dõi si rất đẹp, búp đột tía, đột chót, đỏ thẫm nhá. Đấy, và nước da nó cũng có màu, tính chất là màu của cái lộc. Đấy, nhìn cái đoạn này rất sướng các bác nhé. Ý tưởng này bây giờ chưa được lấy về, chưa kịp làm gì, thì tí nữa sẽ có một cái video các bác, tôi sẽ quay chỉnh sửa những vết sẹo này là thứ nhất này. Thứ hai là bóc vào chỗ này đi, đây là cái mặt trước, bóc bớt chỗ này đi một tí,
Đấy, chỉnh sửa như vậy và với cái bệ này ra xong rồi. Trồng lên một cái lượt thùng xốp nữa và cho ăn, thậm chí là thả nước. Đây, cái phần bên này. Trước hôm qua cũng mấy anh em góp ý thì cũng thấy đúng đấy. Bây giờ tôi bóc một phần này đi. Bóc một phần này đi. Đỡ thô cái chỗ này. Đó, chỗ này nó đã ôm, trong này nó có cái khe. Đấy, đặt chỗ này, xử lý chỗ này đi. Đại loại như vậy. Chỗ này đó, thêm một vết ở đây nữa. Đấy, các bạn, xong rồi đem đi dưỡng thôi. Đó. Rất đẹp đấy các bạn, rất giá trị đấy. Nhìn nó bẩn bẩn thế này thôi, nhưng mà quan trọng là mình phải nhìn thấy cái tương lai nào các bạn. Nhiều bác bị ảo giác rất là nhiều. Tất nhiên mình có những lúc mình có những lúc mình bắt nó không chuẩn đâu, nhưng mà dù không chuẩn thì vẫn còn chơi được chán. Nhưng nhiều bác thì bị ảo giác là có thấy người ta chơi trực lùn thì cũng mình cũng đi tự theo đuổi trực lùn, nhưng mà cũng là cái trực cái lùn thật, nhưng nó không ra cái gì cả, rất là khó nói chuyện. Đấy, các bác. Rồi, xin được cảm ơn các bác. Bây giờ sẽ chuyển sang cái video làm cây này cho nó sạch sạch tí và một thời gian quay lại sau cây này nha các bác nhé. Thì tôi chuẩn bị sẵn đồ rồi, thì giá trị của nó lên rất nhiều các bác. Tôi mua bây giờ cũng khá sẵn sàng chi cho cây này rồi, mặc dù mình không có tiền, chưa trả được nợ. Tôi lấy cái thước tôi đo xem nó bao nhiêu. Ôi giời, đo chút. Cao từ mặt bệ lên này chưa được 40 phân, cây này hoàn thiện là 40 phân. Nếu mà qua hoàn thiện cả bông ngọn là cao 40 phân. Bệ rộng này, rộng của bệ hơn 40, 43. Đấy, một cây thì các bác biết là nó cỡ của nó là như nào rồi. Cảm ơn các bác theo dõi. Bây giờ em làm cái video không? Đục làm cây này, video đấy nó khá là dài này, em sẽ tách cái video này ra hai video riêng các bác nhé. Xin được cảm ơn các bác, đây là những cái phân tích về cây này. Chúc các bác cuối tuần vui vẻ.